Đây là phát súng lớn nhất dành cho nhà Sony và Tamron. Sigma 1850 F2.8 DCDN. Khỏi phải nói thì Sigma đầu tư rất là nhiều chất xám cho chiếc lens này để đấu lại hai đối thủ cạnh tranh cùng hiệu năng, đó là Sony 1655 F2.8G và Tamron 1770 F2.8. Trước khi đến với những điểm khác biệt đó, chúng ta hãy xem ảnh và video của chiếc lens này mà mình quay và trải nghiệm trong thời gian vừa rồi nhé. Chụp đó như thế nào? Tất cả những cái đoạn video ngắn, những cái ảnh vừa rồi mình hoàn toàn không chỉnh màu nhé. Trước khi đến với những điểm khác biệt đó, chúng ta hãy xem tổng quan về ngoại hình của chiếc lens này nhé. Chiếc Sigma 1850 F2.8 ngầm E dành cho Sony Crop đời A6000, A6300, A6400, A6000XXX. Các bạn lưu ý nhé, chiếc lens này ngoài cái phiên bản ngầm E dành cho Sony Crop này ra thì nó còn phiên bản ngầm L dành cho Panasonic nhé. Về cái trọng lượng thì nó nhẹ hơn một nửa so với hai đối thủ cạnh tranh là Sony 1655 F2.8G và Tamron 1770. Cái vòng zoom cơ của nó cảm nhận rất là mượt và êm. Trên thân lens có thông số lấy nét tối thiểu là 0.12 cho đến 0.3, cho thấy khoảng cách lấy nét tối thiểu của lens rất gần ở tiêu cự 18mm. Chúng ta có thể chụp được nhiều shot gần dạng close-up macro nhẹ. Và trên bề mặt kính trước của lens thì nó có thông số 1850 F2.8, cho thấy lens có thể sử dụng một khẩu 2.8 xuyên suốt, giải tiêu cự 18-50, rất là lợi đúng không? Và dĩ nhiên, made in Japan, một sản phẩm rất là tinh tế từ người Nhật. Lens thì có vòng đệm cao su giúp chống chọi với thời tiết mưa nhẹ, bụi và nước bắn nhé. Về những cái thông số khủng mà chiếc lens này mang lại thì mình thấy đây là một giá khá là hời. 11.990.000 ở VG Shop, rẻ hơn 18 triệu so với đàn anh Sony 1655 F2.8G và rẻ hơn khoảng 7 triệu so với Tamron 1770mm. Giá thành cạnh tranh chính là cái ưu thế rất lớn của chiếc lens này, cho thấy Sigma ra sau và người ta đã nghiên cứu rất là nhiều thứ để làm sao cho giá thành rẻ này và tất cả các chất lượng của nó cạnh tranh trực tiếp với hai đối thủ kia. Và mình sẽ gắn thử nó lên body A6300 xem thế nào nhé. Cảm quan của mình thì thấy nó rất cân đối với body crop nhỏ gọn. Mình cũng không biết trải nghiệm của những người khác như thế nào, nhưng sau khi mình gắn chiếc lens này lên body máy thì mình cảm giác mình không muốn tháo ra luôn, bởi vì nó phục vụ được rất nhiều nhu cầu, từ chụp phong cảnh, cảnh vật rộng ấy, cho đến chụp chân dung. Dĩ nhiên nó không phải là lens all in one, bởi vì thỉnh thoảng mình còn chụp tele nữa. Nhưng những cái thông số của chiếc lens này với cái giải tiêu cự 18-50, khẩu khá là lớn F2.8, thì nó đáp ứng được 80% khối lượng công việc của mình. Qua những cái tấm ảnh góc rộng 18mm cho đến góc chân dung 50mm, các bạn có thể thấy chất lượng hình ảnh của lens rất là nét, màu sắc đem lại tươi tắn và cái bokeh của nó thì rất là đẹp và mịn. Sigma đã khẳng định với khách hàng của mình trên chiếc lens này họ đã áp dụng những công nghệ mới và giúp cho những cái thấu kính này nó kiểm soát quang sai một cách tốt nhất. Về cái độ bắt nét và autofocus thì lens làm việc khá là tốt. Tuy nhiên trong quá trình mình trải nghiệm, mình cảm thấy có một số khoảnh khắc thì nó khá là bị delay khi lấy nét. Về cái độ lấy nét của nó thì mình đánh giá nó bằng 80% so với lens Sony chính hãng. Độ nét của nó thì sao? Nếu mà độ nét của nó so với hai đối thủ là Sony 1655 F2.8G và Tamron 1770 F2.8 thì cái độ nét của nó mình đánh giá là ngang bằng với hai con lens kia nhé. Mình nghĩ nếu mà để ba bức ảnh của ba chiếc lens này ở gần nhau ấy thì bạn không thể nào phân biệt được đâu. Cái ưu điểm vượt trội của cái lens này mà nó thắng được hai đàn anh kia kìa, đó chính là quay và chụp macro. Chụp và quay macro của chiếc lens Sigma này là khoảng cách 12cm, rất là gần. Khi ở cái góc nhìn 12cm mà để sát những cái cánh hoa hoặc là những côn trùng động vật, những cái shot macro ấy, thì cái vật thể nó được phóng đại lên to hơn và nhìn thú vị hơn.
Tuy nhiên rất là tiếc về cái giải tiêu cự của Sigma này, nó không thể nào bằng được hai con lens kia. Tiêu cự của nó hẹp hơn, nó chỉ ở trong khoảng 18 cho đến 50 thôi. Trong khi Sony thì người ta giới hạn độ rộng là 16, và chiều xa thì nó cũng xa hơn là 55mm. Và Tamron 17 ấy, thì cái độ zoom của nó còn xa được nữa, 70mm. Để chụp xóa phông ấy, Tamron 17-70mm f2.8 thì nó sẽ xóa phông mờ mịt hơn chiếc lens này một chút. Nếu mà các bạn chuyên chụp dân dung thì mình nghĩ các bạn vẫn ưu tiên cho Sigma 56mm f1.4 và chiếc Sony 85mm f1.8. Cái hiệu ứng xóa phông của hai chiếc lens đó đem lại thì nó mịn và nó mờ mịt hơn rất là nhiều. Tuy nhiên như các bạn xem những cái bức ảnh mình chụp bên này, tiêu cự 50mm f2.8, mình hoàn toàn có thể chụp được những bức ảnh xóa phông ở một cái vị trí phù hợp với mẫu này, và cái background mẫu xa một chút, các bạn căn và các bạn chụp thì hoàn toàn có thể chụp được những bức ảnh xóa phông như thế này. Tiếp theo, một cái điều đáng tiếc nữa là chiếc lens này không có khả năng chống rung. Ok, với những nhiếp ảnh gia các bạn chụp thì không quan trọng lắm, bởi vì không có khả năng chống rung thì các bạn chỉ cần kỹ thuật chụp vững tay một chút này, nâng cao tốc độ màn chập lên một chút thì ảnh cho ra vẫn là nét. Nếu bạn sử dụng những cái body máy có khả năng chống rung, ví dụ như A6500, A6600, thì những cái shot quay tay mang lại từ chiếc lens này kết hợp với body chống rung ấy thì nó khá là mượt và phê. Dòng máy như 6000, 6003, 6004 bạn vẫn có thể quay được bằng tay, nhưng mà ở tiêu cự 18 này nhá, ở tiêu cự rộng nhất ấy, và các bạn phải có một chút kỹ thuật quay và giữ vững cái lens. Zoom vào, càng zoom vào thì độ rung lắc của nó càng trở nên dữ dội hơn. Chiếc lens này với body máy mà không có khả năng chống rung thì các bạn nên kết hợp với gimbal. Ngoài cái nhược điểm không có chống rung ra thì lens này nó còn bị méo một chút ở tiêu cự 18mm. Tuy nhiên khi chụp ảnh mẫu hoặc những cái ảnh mà nó không cần độ chính xác cao về kỹ thuật, hoặc bạn không chụp vào những đường thẳng ấy, thì các bạn không thể nào mà nhận ra được cái độ méo của lens, bởi vì nó không quá nhiều, nó chỉ hơi méo một chút thôi. Và vừa rồi là toàn bộ những đánh giá của mình về chiếc lens Sigma 18-50mm f2.8 này. Cái giá 12 triệu bỏ ra cho chiếc lens này mình thấy nó rất là hời. Những cái giá trị của nó mang lại, nếu mà mình đánh giá cảm quan thì mình phải cho nó đến 14-15 triệu chứ không phải là 12 triệu. Độ nét thì cao mà khẩu thì lại khẩu 2.8. Mình cho nó 9/10 điểm. Lâu lắm rồi mình mới thấy một chiếc lens khá là ok như vậy. Thế còn các bạn, suy nghĩ của các bạn về quân át chủ bài của Sigma này như thế nào? Hãy để lại ở phần comment bên dưới nhé. Mình là LMB. Nếu các bạn cảm thấy video này mang lại giá trị, đừng quên like và để lại một đăng ký ở kênh YouTube của mình nhé. Có thấy nó xóa phông không? Có. Xóa mờ mịt đúng không? Mờ mịt, đẹp phết. Bây giờ có thấy nó cái phông ở sau này nó mờ gì? Có. Phải thấy được cái phông để đánh giá phông. Có, phông mờ đẹp. Rồi nhá, cứ để ý vậy để tôi chạy ra khoảng frame.